Chiếc thẻ đỏ nhận trong trận đấu với tuyển Trung Quốc là một khoảnh khắc đáng tiếc của Tiến Linh, chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Bình Dương. Điều này khiến anh bỏ lỡ cơ hội để chứng minh khả năng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Xie. Tuy nhiên, với bộ kỹ năng nổi bật của một tiền đạo cắm và đẳng cấp của người từng giành ngôi vua phá lưới AFF Cup, Tiến Linh vẫn có cơ hội để thể hiện mình. Trận đấu với Uzbekistan không nằm trong lịch thi đấu FIFA, vì vậy Tiến Linh không phải chịu án treo giò. Hy vọng rằng nếu có cơ hội ra sân, tiền đạo 25 tuổi sẽ chứng minh vì sao anh từng là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Ngoài trường hợp của Tiến Linh, huấn luyện viên Chu Xie dự kiến tạo điều kiện cho một số cầu thủ chưa được ra sân trong trận đấu với tuyển Trung Quốc để thể hiện. Bùi Vĩ Hào có thể được sử dụng ở vị trí tiền đạo chính trong sơ đồ 3-4-3. Phạm Tuấn Hải cần được nghỉ ngơi sau khi đã thi đấu toàn bộ 90 phút trước đội tuyển Trung Quốc. Vị trí tiền đạo cánh còn lại sẽ thuộc về Quang Hải. Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh đã thi đấu 61 phút trong trận đấu trước và sẵn sàng ra sân từ đầu trước Uzbekistan. Huấn luyện viên Chu Xie rất cần tiền vệ này đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự từ xa và phân phối bóng. Sát cánh cùng Tuấn Anh là Thái Sơn, người đã phát triển nhanh trong thời gian gần đây và giành cùng đội bóng siêu cúp Việt Nam. Nguồn năng lượng dồi dào của Thái Sơn sẽ giúp tuyến giữa đội tuyển Việt Nam không bị lép vế trước Uzbekistan. Trương Tiến Anh, người không thi đấu toàn bộ trận đấu trước tuyển Trung Quốc, cũng có thể được sử dụng từ đầu trước Uzbekistan. Trong khi đó, ở cánh đối diện, sẽ có sự điều chỉnh khi Võ Minh Trọng thay thế Triệu Duy Long.